8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya bài 139 Kinh Vô Tránh Phân Biệt. Arana Vipanga Sutta, những cách giảm thiểu tranh chấp, phân đoạn 641 đến 650 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh cung thỉnh Thượng tọa đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thế thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh bài 139 Kinh Vô Tránh Phân Biệt Arana Vipanga Sutta, những cách giảm thiểu tranh chấp, phân đoạn 641 đến 650. Tiếp đến, kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Bài kinh hôm nay đã cho chúng ta thêm một ý nghĩa rất là quan trọng. Sanjitiko Phagvato Thammo, pháp của Đức Thế Tôn là thiết thực hiện tại. Ở đây tôi có bài kinh gọi là Vô Tránh Phân Biệt. Thật ra thì cái chữ ná, vi phần gá có nghĩa là phân tích. Còn chữ arna tức là không có cái sự đấu tranh, cạnh tranh. Arna là không đấu tranh, không cạnh tranh. Thường thì ở trong đời sống này,
nó có nhiều cái nguyên nhân nó xảy ra xung đột giữa con người và con người sống trong một tập thể. Khi mà các vị tỳ kheo sống trong một cái tập thể, hội chúng tăng già cũng có rất nhiều cái sự phiền toái xảy ra. Một cái sự phiền toái đó chúng ta gọi là rất đáng. Để không có cái sự phiền toái đó thì Đức Phật đã đưa ra tám cái pháp. Làm được không có cái sự tranh chấp, tranh đấu với nhau. Đức Phật Ngài dạy, một là tỳ kheo tu tập là tránh xa khổ hạnh, hai là tránh xa lợi dưỡng, thứ ba là tu tập trung đạo, thứ tư tức là trong cái gì nó thích đáng. Thứ năm là phải biết như thế nào là an lạc thực sự. Thứ sáu là phải nói lời minh bạch rõ ràng, không nói những lời có cái sự ẩn ý hay là những lời nhạy cảm, đụng chạm nhạy cảm. Thứ bảy là nên nói một cách hòa nhã, không có hấp tấp. Và thứ tám là không nên quá cố chấp ngôn ngữ, nhất là vì việc dùng miệng. Những cái điều sau đó nó sẽ giúp cho chúng ta tránh bớt đi những cái nguyên nhân xảy ra cái sự mất lòng khi mà chúng ta giao tiếp. Nếu tránh được cái sự mất lòng trong sự giao tiếp thì nó không có xảy ra cái sự xung đột, cái sự tranh chấp. Cho nên bài kinh này nó cũng rất là thiết thực, rất là hấp dẫn, thú vị. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Đăng giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng bài kinh này. Và bây giờ trước tiên thì xin mời cô Nguyễn Xuân đọc cho chánh văn của bài học, chánh kinh của bài học, rồi sau đó chúng ta xin cung thỉnh Thượng tọa giảng sư. Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 139, Kinh Vô Tránh Phân Biệt, Arana Vipanga Sutta, những cách giảm thiểu tranh chấp. Chữ Arana Vipanga có nghĩa là sự phân tích hay giảng rộng về những pháp tránh tranh chấp. Bản dịch Việt là vô tránh phân biệt. Đây là pháp thoại của Đức Phật cho chư tăng về những pháp nên lưu tâm thực hành
nhằm tránh né hay giảm thiểu những bất đồng vốn thường xảy ra giữa tập thể những người tu tập. Phân đoạn 641 nói quát về pháp không tranh chấp. Những bất đồng va chạm trong cộng đồng của những tu sĩ là điều thường xảy ra. Tuy vậy, có những pháp nếu khéo hành trì sẽ giảm thiểu những phiền lụy đó. Đức Thế Tôn nêu ra 8 pháp trước khi giảng giải rộng rãi. Kinh văn: Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Xá Vệ, Jatavana, Kỳ Đà Lâm, tại tịnh xá ông Anathapindika, cấp cô độc. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông vô tránh phân biệt, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Nên biết phát xén, nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết phán xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc. Không nên nói lên lời bí mật mặt đối mặt với ai. Không nên nói lời mất lòng. Nên nói thật từ từ, không có vội vàng. Chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Như vậy là tổng thuyết về vô tránh phân biệt. Phân đoạn 642, pháp thứ nhất, tránh xa cực đoan của khổ hạnh. Những hành trì mang tánh khổ tu cực đoan có thể tạo nên phiền lụy cho những pháp lữ chung sống. Thí dụ quá cố chấp trong sự đi chân không, không mang giày dép khi đi đó đây trong thế giới hôm nay. Kinh văn, khi được nói đến, chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Do duyên gì được nói đến như vậy? Phàm lạc gì liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy là có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Phàm lạc gì liên kết loại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Phàm hành trì tự kỷ khổ hành hạnh nào, khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Phàm không hành trì khổ hạnh nào, đau khổ, xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não. Lợi dưỡng. Một người sống quá nặng nhu cầu vật chất, thí dụ có cách ăn uống riêng biệt khiến đàn tính phải khổ công cung ứng. Kinh văn, khi được nói đến chứ hành trì dục lạc, hạ liệt, đê tiện, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích và cũng không nên hành trì tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, chính do duyên này được nói đến như vậy. Phân đoạn 644, pháp thứ ba,
tu tập trung đạo. Không lợi dưỡng, không khổ hạnh chưa đủ mà phải có nếp sống tu tập tinh tiến qua bát chánh đạo. Kinh văn. Khi được nói đến từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên gì được nói đến như vậy, đây là con đường thánh tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi được nói đến từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Phân đoạn 645, pháp phước thứ tư, thích đáng trong sự khen chê. Biết ca ngợi người đáng ca ngợi, không ca ngợi người không đáng ca ngợi. Không những là thái độ của người trí mà còn giảm thiểu những bất bình vì cái nhìn bất xứng của một tu sĩ. Thí dụ, một tỳ kheo không nên tán thán một nhà chính trị hoặc đầu hoặc giả dối với một người hữu tâm thiện trí mà xem thường. Kinh văn. Khi được nói đến, nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, thế nào là tán thán, thế nào là chỉ trích, nhưng không thuyết pháp? Vì ấy chỉ trích một số người mà nói và nói như sau. Những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những người ấy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vì ấy tán thán một số người và nói như sau, những ai tìm thấy là liên hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Ở đây, vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau, những ai đam mê hành trì, tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc về tà đạo. Ở đây, vị ấy tán thán một số người và nói như sau, những ai không đam mê hành trì, tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Ở đây, vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau, những ai chưa đoạn tận, hữu kiết sử, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Ở đây, vị ấy tán thán một số người và nói như sau, những ai đã đoạn tận, hữu, kiết sử, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Như vậy, này các tỷ kheo, là có tán thán và có chỉ trích, nhưng không thuyết pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là không có tán thán và không có chỉ trích, nhưng có thuyết pháp? Vì ấy không nói như sau. Những ai tìm thấy là liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Tất cả những vị ấy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy chịu thuyết pháp và nói như sau, sự đam mê là một pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vì ấy không nói, những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não,
không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vì ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: không đam mê là một pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vì ấy không nói: những ai đam mê hành trì tự kỷ đau khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vì ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: sự đam mê là một pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vì ấy không nói: những ai không đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, tất cả những vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vì ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: sự không đam mê là không đau khổ, pháp này là không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc về chánh đạo. Vì ấy không có nói: những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não não. Vì ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: khi hữu kiết sử chưa đoạn tận, hữu chưa đoạn tận. Vì ấy không nói như sau: những ai có đoạn đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não. Vì ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: và khi hữu kiết sử được đoạn tận, hữu được đoạn tận. Như vậy, này các tỷ kheo, là không tán thán, không chỉ trích, nhưng chỉ thuyết pháp. Khi được nói đến, nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, chớ có tán thán, chớ có chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Phân đoạn 646, pháp thứ 5, biết thế nào là an lạc thật sự. Người thật sự an lạc không ưa tranh chấp kiện cáo, sự an lạc đúng nghĩa là nội tâm có tu dưỡng. Kinh văn: khi được nói đến, nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết phán xét, pháp xét về lạc, nên chú tâm về nội lạc. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc pháp do mắt nhận thức: khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân. Các hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Các xúc do thân cảm giác: khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Này các tỷ kheo, do duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc và hỷ, như vậy gọi là dục lạc, uế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc. Ta nói loại lạc này không nên thực hành, không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn, nên sợ hãi. Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm, có tứ, đình chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thiền thứ ba, như trên vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, như vậy gọi là xuất ly lạc, an tịnh lạc, giác ngộ lạc. Ta nói loại lạc này nên thực hành, nên tu tập, nên làm cho sung mãn, không nên sợ hãi. Khi được nói đến, nên biết phán xét về lạc. Sau khi phán xét về lạc, hãy chú tâm vào nội lạc, do chính duyên này được nói đến như vậy. Phân đoạn 647, pháp thứ 6, tránh nói lời mang sự tư ẩn hay lời gây động chạm. Những chuyện riêng tư cá nhân của người khác, đừng nói ra và cũng không nên biết.
Sự đụng chạm cá nhân cũng nên tránh tối đa. Kinh văn, khi được nói đến, không nên nói lời bí mật, mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng, do duyên gì được nói đến như vậy. Tại đây, này các tỷ kheo, biết được một lời bí mật là không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thể được, chứ nói lên lời bí mật. Và nếu biết được một lời bí mật là thật, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tự tập đừng nói lời ấy. Và nếu biết được một lời bí mật là thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, ở đây nên biết thật nói lên lời bí mật ấy. Nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt với ai là không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có thể được, mặt đối mặt, chứ khó nói lên lời nói mất lòng ấy. Nếu biết được một lời mất lòng, mặt đối mặt với ai là thật, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tập chớ nói lên lời ấy. Và nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt với ai là thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, ở đây nên biết thời nói lên lời bất mất lòng ấy. Khi được nói đến, không nên nói lời bí mật, mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng, do chính duyên này được nói đến như vậy. Phân đoạn 648, pháp thứ 7, nên nói với cách nói hòa nhã, không hấp tấp. Lời nói khoan thai, dịu dàng, thường có năng lực hóa giải, ngòi nổ của những ba chạm. Kinh văn, khi được nói đến, nên nói thật từ từ, chớ có vội vã, do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, nên nói vội vàng. Nếu nói vội vàng, thời thân mệt mỏi, tâm bị tổn hại, tiếng bị tổn hại và cổ họng bị đau. Lời nói người vội vàng không được rõ ràng và không được nhận hiểu. Tại đây, này các tỷ kheo, nói lời từ từ, thân không mệt mỏi, tâm không tổn hại, tiếng không tổn hại và cổ họng không bị đau. Lời nói một người nói từ từ được rõ ràng và được nhận hiểu. Khi được nói đến, nên nói thật từ từ, chớ có nói vội vã. Chính cho duyên này được nói đến như vậy. Phân đoạn 649, pháp thứ 8, không nên quá cố chấp ngôn ngữ, nhất là sự dị biệt miền vùng miền. Cách dùng từ ngữ thường ảnh hưởng địa phương, nên tôn trọng phương ngữ hơn là đòi hỏi mọi người phải dùng hiểu theo ý mình. Thí dụ, trái đào lộn hộp hay trái điều là hai cách gọi một loại trái, không nên cương quyết nói cách gọi nào là đúng, cách gọi nào là sai. Kinh văn, khi được nói đến, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, do duyên gì được nói đến như vậy. Và này các tỷ kheo, thế nào là chấp trước địa phương ngữ và đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các tỷ kheo, trong nhiều quốc độ, người ta biết những chữ Pati, Patta, Vittha, Sarawa, Tharopa, Pona, Pisila. Khi như họ biết trong các quốc độ ấy, những chữ là như vậy, có người làm lại làm như vậy, kiên trì chấp thủ, chấp trước và nói, chỉ như vậy là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Như vậy, này các tỷ kheo, là chấp trước địa phương ngữ, là đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Và này các tỷ kheo, thế nào là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các tỷ kheo, trong nhiều quốc độ, người ta biết những chữ Pá Tí, Pá Tá, Quýt Thá, Xá Rá Quá, Tha Rô Pá, Bố Ná, Pí Xí Lá. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy, những chữ là như vậy,
Như vậy một người không chấp thủ mà giải thích, các vị ấy y cứ như thế này giải thích như vậy này các tỷ kheo là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Khi được nói đến chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, do chính duyên này được nói đến như vậy. Phân đoạn 650. Ý thức rõ pháp dẫn đến va chạm và pháp giảm thiểu va chạm trong tập thể tăng chúng. Người có hiểu biết luôn ý thức những điều tạo nên hòa ái và những điều dễ gây đụng chạm. Kinh văn: ở đây này các tỷ kheo, phàm lạc gì liên hệ với dục, nhưng có đam mê loại hỷ, hạ liệt đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lạc gì liên kết với dục, nhưng không có đam mê loại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ một pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm hành trì tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm không có hành trì tự kỷ, khổ hạnh, không đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, đây là trung đạo đã được Thế Tôn giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, pháp tán thán và chỉ trích, nhưng không thuyết pháp này. Pháp này có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có phiền não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, pháp không tán thán, cũng không chỉ trích, chỉ có thuyết pháp. Pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, pháp dục lạc này là uế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc. Pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, pháp xuất ly lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc. Pháp này là pháp có đau khổ, không phiền lao, không ưu não, không nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói bí mật nào không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lời nói bí mật nào là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói bí mật nào là chân thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, pháp này là pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai, không chân thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây,
Này khắc tỷ kheo, phàm lời nói bất lòng nào, mặt đối mặt với ai là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích. Pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt với ai là chân thật, không hư vọng, liên hệ mục đích. Pháp này là pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói nào được nói lên một cách vội vàng, pháp này có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, phàm lời nói nào được nói lên một cách từ từ, pháp này không có đau khổ, không phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, chấp trước địa phương ngữ và đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỷ kheo, không chấp trước địa phương ngữ và không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải tự tu học như sau. Chúng ta sẽ biết hữu tránh pháp và chúng ta sẽ biết vô tránh pháp. Sau khi biết hữu tránh pháp và sau khi biết vô tránh pháp, chúng ta sẽ hành trì vô tránh đạo. Và này các tỷ kheo, thiện gia nam tử xuất phú tí tu bồ đề là hành trì vô tránh pháp. Thế Tôn thuyết pháp giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác ẩn. Và thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng rộng rãi bài ý nghĩa bài nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Alo, alo, quý vị nghe được không? Dạ, Sa Thú Lành Thai. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Dạ, có pháp đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tổng Đức Tăng. Kính chào ý bà ý cô tụ nữ, thân chào Phật tử. Như lời Ngài Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập cái bài học vô tránh phân biệt, thì chúng ta hiểu rằng những cái pháp mà nên làm và những lời nói nên làm, và những cái pháp không nên làm và những cái lời nói không nên nói, mình gọi là vô tránh và hữu tránh là như vậy. Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta nói đó mà nó tổn thương, có nhiều khi đó tổn thương, nói với cái tâm không phải là với cái từ tâm, nói với cái tâm sân, hay là nói để bắt bẻ, nói để bị rạn nứt ở trong cái sự sống chung. Có nghĩa là nhiều khi quý vị thấy ở đời rất có nhiều người sống trong một nhà mà anh em bất hòa nhau. Cũng giống như vậy, khi mà trong một cộng đồng tăng chức tăng lữ đó, là địa phương, là một cái trú xứ mà thập phương chư tăng, có nghĩa là chư tăng ở nhiều cái vùng miền, ở nhiều cái quốc độ có thể tụ tập lại. Chúng ta thấy như là những lần đại hội Phật giáo thì rất là nhiều những cái chư tăng khắp các nơi về dự đại hội. Thì những cái pháp mà hữu tránh và vô tránh này đó là những cái pháp mà rất là cần để có, để biết, để tránh đi những cái sự xung đột. Thì chúng ta cũng biết cái hạ thứ bảy thì hai cái nhóm thì khu giữa luật sư và pháp sư cũng đã xảy ra cái sự xung đột, mà đến nỗi chư thiên thiện tính cũng chia làm hai nhóm,
chư thiên cũng chia làm hai nhóm, nhóm hộ trì chư tăng như số như vậy, có nhóm hộ trì như vậy, rồi thiện tính cũng chia làm hai. Thì chúng ta cũng thấy những chuyện như vậy, nên những cái bài pháp mà được Đức Phật ngày thuyết về vô tánh và phân biệt đó, để mình biết những cái gì mình nên nói và nên làm, những gì không nên nói và làm. Chính vì điểm đó đó là Đức Phật là bậc toàn tri diệu giác, nên ngài biết những cái gì mà có thể xảy ra. Nếu mà chư tăng biết thì chư tăng sẽ biết được, cũng giống như chúng ta học trong vi diệu pháp về di gì. Cái diệu pháp có nói về cái phần tục đế đó, có nghĩa là danh chế định và nghĩa chế định đó. Những cái danh từ được nói lên để giao tiếp với nhau thì chúng ta hiểu chỉ là những cái danh từ thôi. Ví dụ như một người đó là ông cũng đúng, mà ông nội ông ngoại cũng đúng, mà cha cũng đúng, mà chồng cũng đúng, mà cháu con cũng đúng, cũng là một người đó thôi. Nhưng mà tùy theo cái vai vế để mà nói chồng, từ theo cái vai vế mà nói ông nội ông ngoại, từ theo cái vai vế mà nói con nói cháu, thì chúng ta cũng hiểu cũng một người đó thôi. Cũng như một cái cây gì đó, ở xứ này thì được kêu tên như thế này, xứ kia kêu tên xứ kia, nhưng mà nó chỉ là những cái pháp tục đế thôi. Nó dựa vào chân đế sự thật, đất nước lửa gió, về sắc pháp hay là danh pháp như là tâm sở hữu, như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được pháp như vậy đó, mà chúng ta thuyết giảng thuần cái pháp như vậy, để hiểu rằng những cái ngôn ngữ để gọi, những cái ngôn ngữ đó thuộc về tục đế, nó thuộc về danh chơn hay là phi danh chơn, nó hình thức chế định hay hiệp thành chế định, hay chúng sanh hay phương hướng hay thời gian hay hư không hay tiêu biểu, nó những là những cái pháp chế định thôi, do đặt để nương gá vào những cái chân đế mà kêu gọi. Thí dụ chúng ta biết, thí dụ như màu đấy, màu thì có người thích màu trắng, có người thích màu xanh, thích màu hồng, thích màu đỏ, thích màu đen, thích màu tím. Chúng ta cũng thấy từ cái thích đó đó, nên cái chủng loại đó cũng sanh ra nhiều cái chủng loại. Cái chủng loại thì nó sanh ra những cái loài sắc da đen, những chủng loại sanh ra sắc da vàng, da đỏ, hay là chúng ta thấy có nhiều loài thủy ngư đó, nó có nhiều màu sắc. Có nhiều loài thì màu đỏ, thường là đỏ. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nói rằng cái màu đó là số 1, mà chúng ta hãy hiểu rằng cái màu đó chỉ là màu thôi. Và chúng sanh á, thì họ thích cái màu đó, và họ sanh ra cái sự xung đột nếu ai nói cái màu đó họ không thích, trái ngược với cái người nói. Thì chúng ta mà hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy cái bài kinh Hữu Tánh và Vô Tánh phân biệt đó, để Đức Phật ngài biết về toàn tri diệu giác, biết được tất cả những cái gì là chân đế, gì là tục đế, cái gì là danh chế định, cái gì là nghĩa chế định, để ngài phân biệt cái gì là nên hành trì và cái gì không nên hành trì. Và chúng ta hiểu được như vậy đó là một cách hiểu toàn gì về cái bài kinh Vô Tánh phân biệt này. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng khi mà một cái pháp mà phàm phu đó, Đức Phật gọi là phàm phu đó, vì nó liên hệ đến những cái tham sân si, những cái tà kiến, những cái gì dục lạc, phàm phu liên hệ đến cái sự luân hồi đọa xứ. Bởi chúng ta thấy rằng những cái loài sanh vào những cái loài thủy ngư đó, nó chẳng qua là sự đam mê thôi. Cái sự đam mê màu sắc, hay là chúng ta nghe những cái vị thần sanh vào những cái loại hương thần, ganh thấp bá đó. Có nhiều loại sanh vào những khúc gỗ, là ông thần trong cây gỗ đó. Rồi cái cây gỗ đó cưa thành dáng, thì ông thần nó cũng gá vào cái miếng gỗ đó. Rồi khi miếng gỗ làm củi đó thì cũng gá vào, khi đốt thành tro nó cũng gá cái tâm vào đó. Và sanh ra cái sự xung đột mà giữa những cái vị thần với những con người. Và cái sự mà hận thù đó, đó nó mang rất là nhiều những cái ý nghĩa. Chúng ta thấy như là câu chuyện của những vị tỳ khưu mà cưa những cái cây, rồi những vị thọ thần ở trong cái cây đó đó không có chỗ ở. Vị thọ thần đó muốn giật chết những vị tỳ khưu. Rồi suy nghĩ về Đức Phật, đệ tử của Đức Phật, rồi nên bạch hỏi Đức Phật. Đức Phật ngài dạy cái người mà hiểu biết và chế ngự được cái tâm sân đó, là cái người tài. Vì cái người đánh xe, chế ngự chiếc xe chạy cho đúng cách đó, đó không gây tổn hại đến ai,
thì cái đó là một người tài xế giỏi. Một người có tâm mà điều phục tâm được, nó không làm tổn hại ai á, đó là một người sáng chói trong đời này. Và Đức Phật ngài nói như vậy thì những cái vị vợ xoa, những vị chư thiên nó cũng đắc đạo quả quý vị. Quý vị nghe những cái câu chuyện đó thì quý vị mới thấy rằng ở trong đời này đó có nghĩa là những cái pháp nào đó mà nó tăng trưởng cái lòng tham của chúng ta. Chúng ta thích những cái màu đó, bây giờ chúng ta nói cái màu đó là số 1 thì không nên. Hay là chúng ta thích cái gì đó thì chúng ta cho cái đó là số 1, không nên. Vì có một điều quý vị thấy trong Bà Phật, đệ tử của Đức Phật á, thì đặc biệt có nhiều vị đặc biệt trì lực, có nhiều vị đặc biệt trì đầu đà, có nhiều vị đặc biệt trì thiên nhãn, có nhiều người đặc biệt về thuyết pháp giảng đạo, có nhiều người đặc biệt thuyết pháp về giảng rộng, có nhiều người thuyết giảng sâu sắc về ý nghĩa. Như vậy là hội chúng Phật giống như là trăm hoa đua nở, chứ không phải chỉ một sắc hoa của gì. Thì cũng như vậy, Đức Phật ngày thường thuyết giảng những cái phương pháp giống như một cái thành mà có nhiều rác, có bốn cổng thành đi vào để hốt rác. Thì không nên nói rằng cổng thành này số 1, không nói cổng thành kia không bằng cổng thành này, mà hãy hiểu rằng sạch rác để thành phố đẹp, đó là cái mục đích của cái sự phồn vinh, cái sự tốt đẹp của cái thành phố đó. Cũng giống như một người tu thân quán niệm xứ, thọ quán, tâm quán hay pháp quán niệm xứ để diệt trừ phiền não. Cái mục đích của Đức Phật là phiền não được diệt trừ. Dù mình tu thân quán, thọ quán cũng đúng, tâm quán cũng đúng, pháp quán cũng đúng. Mình tu để diệt phiền não. Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta là người Phật tử đi học hành thiền hay là đi học thiền chỉ, thiền quán đó, chúng ta cũng không xung đột. Vì sao? Ví dụ một người mà muốn đắc được lậu tận minh đó, thì mình tu thiền quán. Nhưng một người muốn đắc được lục thông đó, phải tu thiền chỉ quán. Như vậy đó, thì chúng ta hiểu đó, chúng ta không nói theo một cách mà chúng ta nói theo pháp thôi. Nếu mà người nào muốn ngắn luân hồi hãy tu thiền quán, tu thiền quán. Người nào muốn chói sáng hơn cũng thoát luân hồi nhưng mà tu chỉ quán. Cái sự chiếu sáng đó cần sự mài dũa. Người này tu thiền chỉ quán để rồi thành vị A-la-hán lục thông, nó cũng giống như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói chỉ có tu thiền quán là số 1 thì chúng ta cũng chưa hiểu và chúng ta sẽ có sự xung đột. Quý vị nên hiểu như vậy. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng cái sự xung đột này đó, tuy rằng Đức Phật này nói nhưng mà bây giờ nó vẫn còn là khi nào mà chúng ta không hiểu được. Khi gì chúng ta không hiểu được đó thì chúng ta không thấy được cái mục đích chung và không thấy được toàn diện chánh pháp. Thì chúng ta hành trì hay là chúng ta nói đó đều xung đột. Bởi vì chúng ta có thân, có khẩu, có ý. Có ý là tâm của chúng ta. Có thân là cái biểu hiện của sắc quẩn. Có khẩu là cái lời nói của miệng. Như vậy thân khẩu ý nói đúng không có sanh ra sự xung đột. Nhưng mà thân khẩu ý này không nói đúng chánh pháp, nó sanh ra cái sự xung đột. Như vậy thì Đức Phật nói cái gì mà thuộc về chánh đạo đó là để diệt trừ. Nên chúng ta nên hiểu một điều Đức Phật nói. Tất cả các pháp, Đức Phật nói ly tham là tối thắng. Như vậy tất cả pháp nào chúng ta hành trì mà có mục đích ly tham, đó là tối thắng. Còn nếu tất cả các pháp mà chúng ta hành trì mà tăng trưởng tham là không phải lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta hiểu tại sao mà chúng tôi trình bày mà Đức Phật ngài thuyết giảng và chúng tôi cũng coi kinh rồi cũng suy nghĩ qua cái bài kinh Tô Tránh Phân Biệt này để nói lên cho quý vị hiểu được, Phật tử chúng ta hiểu được, để mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật về cái pháp tục đế và chân đế sự thật. Chân đế thì có chân đế vô vi là niết bàn. Mục đích của chúng ta là đạt được niết bàn để đoạn sanh hồi. Chúng ta sống không có bỏ quá nhiều thời gian để tranh biện cái pháp tục đế. Những cái pháp tục đế đó nương gá vào cái chân đế là gì? Ví dụ chúng tôi nói cái gì, có một con người thì con người đó là danh và sắc. Con người đó được nói ông nội cũng đúng, ông ngoại cũng đúng, nói cha cũng đúng, nói chồng cũng đúng, nói con trai cũng đúng, nói cháu nội cũng đúng, nói cháu ngoại cũng đúng, và nói chắc cũng đúng đối với giai giới mà nói.
Như vậy thì chúng sanh là danh sắc, danh sắc là chân đế. Vẫn cái ngôn ngữ để mà gọi cái người danh sắc này, nếu mà đây là đối với người nữ thì kêu là chồng, đối với ông bà nội thì kêu ông nội, nếu mà bên ông bà ngoại thì kêu là ông ngoại, thì kêu cháu ngoại, cháu ngoại hay cháu nội, chồng, cha, chú, bác đều đúng hết, một người thôi. Như vậy thì chúng ta hiểu được vấn đề đó đó, chúng ta bớt cái sự xung đột. Chính cái sự hiểu biết ấy, nhiều đó, chúng ta ít cái xung đột. Và chúng ta hiểu biết chân chánh về lời dạy của Đức Phật đó, là chúng ta không có bỏ quá nhiều thời gian để tranh biện với nhau, để xung đột với nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Đó là điều mà Đức Phật này thường nói, qua cái sự xung đột binh khí miệng lưỡi đó, tâm xung đột, khẩu xung đột, thân xung đột. Ví dụ tâm chúng ta đó không có hiểu biết thì cái tâm chúng ta không dung hòa nhau được, nó gọi là xung đột. Thân khẩu xung đột là chúng ta nói qua nói lại, rồi thân xung đột là chúng ta dùng vũ khí bắn giết lẫn nhau. Dùng vũ khí, chúng ta thấy của Đức Phật của chúng ta đó, dòng nội ngoại hai bên xung đột vì cái sự lợi ích của nước, của mùa màng, của mùa vụ. Nhưng mà Đức Phật ngài nói nước và máu cái nào quan trọng hơn, thì mọi người phải nhìn nhận là máu nó quan trọng hơn, vì máu thì nó ít, mà nước thì mình uống bao nhiêu nước mà được bao nhiêu máu trong con người của mình, sự sống của mình. Như vậy thì những cái vị đó nói rằng máu là quý, nước không có bằng máu. Thì khi một người chết là đổ máu, đổ hết máu, vũ khí đâm với nhau rồi đổ máu ra là mà chết. Đức Phật ngài nói như vậy để có được cái sự sống đó. Để làm gì? Chúng ta sống để đoạn trừ phiền não, không phải sống để hưởng thụ luân hồi, không phải vậy. Như vậy thì Đức phải bỏ hai con đường cực đoan và khổ hạnh đó, thì chúng ta hiểu rằng nhiều khi Phật tử chúng ta đó học nhiều kinh, nghe nhiều pháp đó, chúng ta có cái tầm nhìn, là có cái tầm nhìn sâu rộng hơn. Có nhiều vị tỳ khưu nói rằng đồ phải dâng mới được ăn. Chúng tôi nói rằng cũng tùy. Đức Phật Thích Ca đó, ngài có cái người đệ tử, Đức Phật Kassapa, ngài có người đệ tử Khatikara rất là đặc biệt. Người đệ tử này mỗi lần nấu nướng thì có tác ý cúng dường. Đức Phật ngài xuống dưới nồi, ngài móc múc, ngài bỏ vào bình bát, ngài đem về ngài ăn thôi. Mấy người Phật, có một số người Phật tử đó, họ nghe chúng tôi nói những cái câu chuyện đó thì họ mới thấy. Và chúng tôi nói rằng Đức Phật ngài nói rằng Đức Phật Kassapa ngài có người đệ tử đặc biệt. Dù là vua Tý Kỳ đó đem 500 cái cổ xe, nhiều cái dụng cụ, nhiều cái vật thực thượng bị của vua đem cúng, nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng ngài có một người đệ tử rất là đặc biệt là Khatikara. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, trong đời sống này chúng ta hiểu Đức Phật ngài dạy chữ tăng cái khất thực, vật thực được dân cúng, nhưng mà rồi nó cũng có những cái người rất là đặc biệt. Họ tác ý và cái tâm của họ đó không có bực bội. Khi mà nghe Đức Phật ngày xuống dưới nồi múc vật thực đó, họ vui suốt một tháng như vậy, tâm họ quan hỷ suốt một tháng như vậy. Mẹ của cái người đó hỏi ai xuống dưới bếp đó, thì Đức Phật ngày nói rằng Đức Phật thì bà mù lòa nhưng mà bà vui cũng nửa tháng trời. Niềm vui trong tâm của bà đó, bà nghĩ rằng sống ta mù lòa như vậy, con ta là người đi lụm đất làm đồ gốm, đổi người ta rồi để nấu đặt bát, nấu cúng dường cho Đức Phật, mà Đức Phật ngài tự múc như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái chuyện mà cái tính tâm của một người đó đối với vị tu sĩ đó, và hai bên đó đều với cái mục đích là thoát ly khổ não. Thoát ly khổ não có nghĩa là thoát ly luân hồi, thoát ly phiền não. Đó là cái mục đích mà chúng ta cần phải hiểu. Chúng ta đừng có cứng nhắc. Một cái người cứng nhắc đó, chúng tôi cũng gặp những vị sư đó, mà chúng tôi cũng học từ sư trưởng quý vị. Ví dụ như người ta dọn lên, người ta dọn lên hay là người ta đem dân cúng với mình, ta đem tới ta để đó, ta nói rằng ta cúng dường sư, ta chưa dân, ta để đó, ta cúng dường mình xong ta đi về, mình vẫn ăn được. Chứ không phải là mình đâu có đi trộm cắp đâu, người ta đem tới, nhưng mà nhiều khi người ta nói thấy sư thân tình hoặc là thấy sư đang bận biểu gì đó, người ta để con cúng dường sư rồi họ đi về, họ bận họ đi về, mình đừng bao giờ mà làm cái cách phải chờ đi, ngồi đó chờ đến trưa quý sư thọ thực thì cúng dường
như vậy mình đừng bao giờ nói như vậy, vì mình nói như vậy làm phiền họ. Phật pháp là để an lạc, chứ không phải là Phật pháp để làm khổ lẫn nhau. Giới luật của Đức Phật á, cũng không phải là làm khổ lẫn nhau quý vị. Giới luật của Đức Phật á, dù là cái người giữ hay là cái người thí đó, mục đích giới luật của Đức Phật cũng để là ly tham mà thôi, chứ không phải là chấp chặt. Nên chúng tôi có nói mà lời sư trưởng dạy và trong luật mà sư trưởng nhớ sư vẫn cũng thường nói, người ta đem tới, người ta để đó, người ta chưa có dân, mình người ta đem tới chùa đi, bây giờ mình kêu người ta dân nữa đó, thì mình cũng phạm tội, mà mình cũng phạm tội tác ác, và nếu mà mình ăn mình cũng phạm tội tác ác thôi. Nhưng mà bây giờ cả hai, bởi vì nếu mà họ muốn dân thì họ đem đúng giờ họ dân, còn nếu mà họ sáng ra họ bận, họ đem vô mà gặp mình bận thì họ đem cúng dường mình vẫn ăn được. Tại vì họ cũng đem tới chùa họ cúng, chứ đâu phải là mình tới nhà họ mình lấy đâu, đúng quý vị. Nên nhiều khi đó giới luật của Đức Phật đó, là không phải để mình làm khổ lẫn nhau, mà giới luật của Đức Phật là mang lại cái sự lợi ích an lạc cho hai bên. Nên chúng tôi có nhiều lúc chúng tôi coi trong luật đó, quý vị, có nhiều vị đi săn đó, họ săn được thịt rồi họ luộc thịt đó, rồi họ đem cúng dường cho những vị thánh ni đó, họ đem biết cái vị đó ở chỗ đó, rồi họ đem họ treo lên cái cành cây chỗ đó, họ có ý cúng dường. Những vị tỳ khưu ni đó vẫn thọ thực được, đâu có phạm tội gì đâu. Bởi vì họ có cái tâm. Và nhiều khi quý vị biết rằng đối với đạo Phật á, Đức Phật á, là một bậc biết được tâm người, và Ngài dạy cái cách để mà chúng ta thấy cái cách của Đức Phật. Ví dụ như ông Bà La Môn đó, ông nói với Đức Phật á, ông gặp Đức Phật đó, thì ông lấy cái cây roi đó, ông cúi xuống là ông chào Đức Phật, Đức Phật cũng xa thú. Rồi ông nói bỏ rơi xuống là con chào Đức Phật, Đức Phật cũng xa thú. Rồi ông nói ông cúi đầu, ông chào Đức Phật, Đức Phật cũng xa thú. Rồi ông nói rằng ông chắp tay lên, ông chào Đức Phật cũng xa thú. Rồi cuối cùng ông nói rằng con sẽ xuống con đảnh lễ Ngài. Khi con đánh xe ngang Ngài, con xuống con đảnh lễ Ngài, Đức Phật cũng xa thú. Tại sao? Vì Đức Phật Ngài biết người đó có cái tâm. Người đó có tâm với Đức Phật. Nên họ thể hiện cái gì cũng là thân. Là tâm của họ điều khiển thân của họ. Dù họ trên xe, họ dở cái nón á, họ cũng chào Đức Phật. Vì cái tâm của họ đã tỉnh tính, nên họ lấy cái tay của họ đó, họ dở cái nón xuống. Đó là chào Đức Phật. Rồi họ dở cái nón xuống, họ cúi đầu cũng là chào Đức Phật. Vì Đức Phật Ngài biết cũng là thân nghiệp thanh tịnh, do cái tâm nghiệp thanh tịnh điều khiển cái thân nghiệp. Chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là một bậc không có bị ràng buộc, không có thuyết giảng những cái pháp mà để xung đột. Đức Phật Ngài chỉ thuyết pháp để đoạn trừ phiền não, và Ngài thuyết pháp để sống làm cái sự an vui cho nhau, chứ không phải sống để làm khổ cho nhau. Chúng ta hiểu như vậy đó, Đức Phật Ngài nói chúng ta có mắt để thấy, nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật là chúng ta khởi lên cái tâm lành. Ví dụ chúng ta đi ngang chùa đi, chúng ta bận biểu, nhưng mà chúng ta đi ngang chùa có tượng Đức Phật, chúng ta chỉ cần dở nón cúi đầu là chúng ta đã kính lễ Đức Phật rồi. Với cái thân chúng ta, với cái tâm chúng ta suy nghĩ về bậc Đức Phật là bậc ly tham, ta cúi đầu đảnh lễ bậc ly tham, đi ngang chùa chúng ta có cái tâm như vậy, cũng là một cái thiện tâm. Như vậy thì chúng ta hiểu, thật sự đó quý vị biết rằng, nếu mà nói về Đức Phật đó, mà nói theo đúng lời dạy của Đức Phật, mình vượt qua được tất cả những cái giới cấm thủ. Nhưng mà nếu mà mình không có hiểu biết được, mình vẫn lọt vào giới cấm thủ. Đó là cái sự chấp chặt cái hình thức. Chấp chặt cái hình thức mà chấp chặt nó quá cực đoan. Như vậy thì chúng ta hiểu Đức Phật Ngài nói từ bỏ hai cái cực đoan là khổ hạnh hay lợi dưỡng. Tại vì khổ hạnh là làm cho mình sân lên thôi. Lợi dưỡng làm cho mình tham lên thêm thôi. Bởi vì cái người khổ hạnh, ví dụ gì chúng ta nói một cái người khổ hạnh đi, bây giờ tu mình phải đi chân không. Mà quý vị biết đó, con người chúng ta có thân căn và có thân thức. Khi mà chúng ta đi những cái vùng lạnh quá đó, thì cái lạnh nó sẽ giết chúng ta chết. Lạnh cũng là lửa quý vị. Quý vị hiểu đó, nói về chân đế đó, là Đức Phật nói lửa nó có hai loại trạng thái, đó là nóng và lạnh. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng cái người tu phải đi chân không, tu mà không đi chân không là không đúng. Như vậy là chúng ta vô tình chúng ta hiểu sai lời dạy Đức Phật. Bởi vậy quý vị thấy
Ngài Sô Ná Cô Lý Quý Xá đó, Ngài ở cái vùng đó, đó khắc nghiệt đó, Ngài thỉnh Đức Phật đó cho Ngài mang dép da mà nhiều lớp, Đức Phật vẫn cho, tọa cụ vẫn cho tắm nhiều lần. Nhưng mà những cái vùng mà mát á, mình tắm, mình giỡn, rồi mình tắm dưới sông mà mình tắm mà vua phiền não đó, có nghĩa là quý vị thấy có lúc Chư Tăng nó xuống dưới sông tắm rồi đùa giỡn dưới sông đó, rồi ông vua ông đứng chờ hoài, ông giận quá đi. Chư Tăng, ông kính Chư Tăng mà giờ Chư Tăng cứ tắm dưới sông hoài, ông Chư Tăng chịu lên. Nên Đức Phật mới ra luật là Chư Tăng tắm không có được tắm như vậy. À, đó là luật để ngăn chặn Chư Tăng dễ vui mà làm cho vua chờ, nên là vua bực bội. À, như vậy thì Đức Phật này biết đó, có nghĩa là mình tắm như vậy đó để làm mát thân thể, để giảm cái cảm thọ, thân thức thọ khổ, hay là mình tắm với cái lòng tham, tắm để cho trắng trẻo, tắm cho đẹp trai, tắm cho nó mượt da, cho nó mát da này kia nọ. Mình coi mình tắm như thế nào, mình tắm mà để tẩy trừ những cái thân thức thọ khổ đó, thì điều đó Đức Phật này không cấm chúng ta. Tại Đức Phật này biết rằng á, cái thân thức chúng ta nó tùy theo cái vùng miền. Nhiều khi chúng ta ở chỗ lạnh quá đó thì chúng ta cần phải giữ ấm. Thì chúng ta mặc như thế nào mà ấm để chúng ta thấy cái thân này nó khổ à, vì lạnh quá. Rồi bây giờ chúng ta ở những cái vùng nào mà nó nóng quá đó, bây giờ mặc nhiều đó thì nó nóng chịu không nổi. Thì bây giờ phải mặc như thế nào đó nó vừa chừng để nó mát. Cái thân nhiệt đó không phải là thân thức thọ khổ. Như vậy thì chúng ta hiểu Đức Phật này nói như vậy đó là thuyết theo pháp mà không thuyết theo theo cái điều này hay điều kia. Không có nhất định là như vậy, mà Đức Phật này nói về cái chân đế là cái thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. À, cái thân nào đó mà tương ưng với cái khổ thọ đó thì cái tâm sân nó tăng trưởng. Cái thân nào đó mà tương ưng với cái lạc thọ đó là cái tâm tham nó tăng trưởng. Bởi vì Đức Phật này nói rằng tham và sân không tăng trưởng. Một người chánh niệm tỉnh giác biết được cái thân thức thọ khổ cần phải tắm thì người đó tắm cho nó mát, nó giải trừ cái thân thức thọ khổ. Còn nếu mà người đó bây giờ lạnh quá mà bây giờ phải đi tắm thì lạnh quá sao tắm được. Nên quý vị thấy những cái người họ hành trì xuống sông Hằng á, buổi sáng lạnh thấy mồ luôn, xuống sông Hằng ngâm. Như vậy Đức Phật nói những người được khổ hạnh. Tại sao vậy? Vì lạnh quá mà đi xuống sông thì nó lạnh quá thì máu nó đông. Lạnh quá thì mình sao mình chịu nổi. Lạnh quá có nhiều người họ bị lạnh quá họ chết. Như vậy là ngu dốt chứ không có biết được cái thân thức à, như thế nào là lạc thọ hợp pháp, như thế nào là lạc thọ phải nên hành trì, à, như thế nào là khổ thọ nên tránh né, như thế nào là khổ thọ nên hành trì. Ví dụ bây giờ mình á, mình đi khất thực, đi xa chút xíu có khổ, nhưng mà cái khổ này vì mình thấy cái thân ngũ quẩn này nó khổ là phải ăn. Bây giờ mình sống xa làng thì được sự yên tịnh, nhưng mà xa làng thì đi bát nó xa thì nó phải có những cái sự khổ. Như vậy thì tùy theo mình thôi, đúng không? Nên Đức Phật Ngài cũng dạy không phải sống trong rừng là diễn ly, không phải sống làng mạc là tham ái, mà hãy hiểu rằng cái cách sống như thế nào à, để mình hiểu biết được những cái khổ thọ này. Tại vì mình muốn sống xa làng, xa xóm để mình tu thiền thì mình phải đi bát, nó hơi cực chút. Còn cái người mà sống gần làng, gần xóm thì cái tiếng ồn làm cho họ, nhưng mà họ biết cái sự chi phối tiếng ồn như thế nào, họ biết hướng tâm để xa rời cái chi phối tiếng ồn như thế nào, họ sống không có bị phiền não thì họ sống như vậy cũng đúng. Nên chúng ta hiểu nhiều bài pháp mà trong Trung Bộ Kinh cũng đã nói rồi. Ở đây thì chúng tôi chỉ phân biệt để cho quý vị thấy những cái pháp hữu tránh và những cái pháp vô tránh. Những cái lời nói cũng vậy quý vị, những cái lời nói nào đó mà Đức Phật này dạy chúng ta nên nói, những cái pháp nào mà chúng ta nên tu đó thì Đức Phật này cũng đều giảng hết. Chỉ có cái là chúng ta hiểu pháp của Đức Phật không đến nơi đến chốn, rồi chúng ta sanh ra cái sự xung đột lẫn nhau. Cái sự xung đột đó, đó nó mang lại cái sự tổn hại, vì cái tâm sân đó là hủy diệt đối tượng. Mình hủy diệt gần hay xa, ít hay nhiều là tâm chúng ta đều có cái sự hủy diệt. Như vậy á, cái tâm sân đó cần phải bứng bỏ. Cần phải bứng bỏ, chúng ta biết chúng ta bứng bỏ. Bởi vì tất cả những cái pháp hữu tránh hay vô tránh này đó, thì chúng ta cũng biết những cái lời nói nào mình nghe. Tuy rằng mình nghe mình nói như vậy, nhưng mà còn chưa chính xác nữa. Quý vị thấy như là chúng tôi dẫn chính câu chuyện của Ngài Kundathana đó. Ngài bị cái nghiệp ác, Ngài đi khất thực thì lúc nào cũng có người phụ nữ ở sau lưng hết, đúng không?
À, quý vị nghe cái câu chuyện của ngài Kunathana chưa? Ngài đó đi khất thực lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng. Thậm chí những người đặt bát á, họ đặt bát cho ngài, rồi họ cũng còn chọc ghẹo ngài nữa. Họ nói bạch ngài, con đặt bát cho ngài, con để cho cái người đi sau lưng ngài nữa. À, nhưng mà ngài á, thì ngài không có thấy quý vị, cái nghiệp của ngài mà ngài không thấy, ngài không thấy cái người phụ nữ đi sau lưng. Nhưng mà người ta vẫn thấy, vì cái nghiệp kiếp trước á, là do ngài ly gián hai cái vị tỳ khu trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa, ngài là vị chư thiên. À, rồi hai cái vị tỳ khu đó có thân tình như là anh em với nhau, nhưng mà thật sự không phải là anh em ruột, chỉ là người tu với nhau. Nhưng mà hai cái vị đó thương nhau, à, thương nhau, kính nhau, quý nhau. Hai cái vị đi đâu cũng như bóng với hình vậy. Cái vị tỳ khu này mới nghĩ quấy, à, thử cái ly gián hai vị này được không. Vị này mới tìm cái cơ hội. Lần đó thì vị tỳ khu, hai vị tỳ khu này đi, à, đi đến chỗ Bồ Tát Đường. Cái vị chư thiên đó, đó cũng đi theo, à, cũng đi theo, đi theo. Rồi cái vị tỳ khu này đi giải quyết cái nỗi khổ của thân thức thọ khổ, à, do cái uống nước vào đó có cái sự khổ của bài tiết, nên vị này đi bài tiết. Thì cái vị chư thiên nó hóa thành người phụ nữ, à, giống như cái chuyện ân ái xong rồi bây giờ đứng lên rồi kéo áo, kéo tóc, rồi sửa soạn y áo lại vậy đó. Thì cái vị tỳ khu kia ở ngoài đó đứng vô nhìn thấy cái vị tỳ khu này làm như vậy, mới nói rằng cái vị tỳ khu này phạm giới, đã làm cái việc mà không nên làm vị tỳ khu. Rồi hai cái vị tỳ khu đó xung đột lẫn nhau về tư tưởng, về giới hạnh, xung đột với nhau vậy. Vì cái vị chư thiên đó, vì cái tha lực cái vị chư thiên đó là cho hai vị xung đột với nhau. Rồi cuối cùng đó hai vị nó không nhìn nhau cái gì, đến nỗi vị chư thiên đó suy nghĩ cái ác nghiệp mình làm ghê quá, mình mới làm chút xíu gì mà hai cái vị này không nhìn nhau rồi, nên cái vị nó mới hiện xuống sám hối, mới nói rằng không có phải vị tỳ khu đó phạm giới, mà tôi muốn thử hiền giả, tôi muốn thử ngài nên tôi đã làm như vậy. Quý vị biết rằng sau đó ngài Kunathana đó là vị chư thiên nó sanh xuống khổ cảnh, bây giờ sanh lên làm vị tỳ khu, là một vị tỳ khu cũng đặc biệt trong thời kỳ Đức Phật Gotama. Nhưng mà ngài đặc biệt ở đây chúng tôi nói là cái nghiệp của ngài. Chư Tăng thấy ngài lúc nào cũng có người phụ nữ, à, nên Chư Tăng mới kêu bà Visakha, ông Cóc Cô Độc, cũng giống như là không có đặt bát cũng dường vậy đó, rồi là này kia nọ. Nhưng mà thật sự đó thì những vị này sống vẫn sống, à, vẫn có người cúng dường vì cái phước duyên của vị này trong cái đời sống luân hồi tạo những cái thiện nghiệp. Cho đến khi mà Đức Vua bao vây cái cốc của vị đó để tìm có người phụ nữ, nhưng mà tìm không có được, tại cái ác nghiệp của vị này thôi, chứ thật sự là cái người phụ nữ đó là cái ác nghiệp thôi, chứ có thật quý vị thấy mà không thật, chỉ là cái ác nghiệp thôi. À, cuối cùng đó thì Đức Phật đó, ngày bị tỳ khu thì cũng xung đột nữa, à, bị tỳ khu Kunathana đó, khi mà Chư Tăng nói cái vị này như vậy đó, vị này cũng chống đối Chư Tăng, tôi cũng vậy, mấy ông cũng vậy, mấy ông cũng đâu có trong sạch gì đâu, mấy ông cũng giống như tôi vậy đó. Thì Đức Phật lại biết được cái chuyện đó, và ngài mới nói với cái vị tỳ khu Kunathana đó, ông hãy im đi, ta lặng lờ như thể chuông câm, niết bàn tự tại bước chân, người đâu tranh cản chống ngăn được nào. Đức Phật nói rằng ông hãy sống như cái chuông bể vậy đó, cái chuông bể bây giờ đụng vô nó đâu còn kêu tiếng nữa, cái chuông nguyên á, đụng vô nó còn kêu cái tiếng to ra, cái chuông bể rồi vô nó kêu lẹn khèn thôi. Cuối cùng cái vị này biết được Đức Phật này khuyên mình nó nên im lặng, chứ Tăng nói gì nói, ai nói gì nói, mình tu tu thôi. Cuối cùng thì vị này đắc quả A-la-hán. Mà khi vị này đắc quả A-la-hán á, cái hình bóng người phụ nữ nó không còn nữa quý vị. Nên á, quý vị nên hiểu rằng Đức Phật này nói như vậy, những cái câu chuyện, những nghiệp lực của chúng sanh để chúng ta biết rằng có những việc mà chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta cũng đừng nên, cái người đó họ đang trả cái nghiệp, và mình đừng là người giao nghiệp. Cái vị tỳ khu Kunathana đang đang trả cái nghiệp ác của mình với cái quả ác. Nhưng mà chúng ta đừng vì thấy như vậy mà chúng ta xung đột lời nói, xung đột tư tưởng. À, chúng ta nói những vị đó như thế này thế kia là người giả tu giả hiệu này kia nọ. Chúng ta nói được là cái gì? Chúng ta nói như vậy chúng ta được cái gì? Không có được cái gì, chỉ được cái ác nghiệp thôi. Và chúng ta cũng không mới hiểu được mỗi chúng sanh có một cái ác nghiệp. Cái ác nghiệp này nó như hình như bóng, nó theo cái vị đó. Chúng ta chỉ suy nghĩ tại sao cái chuyện nó xảy ra như vậy. Chỉ có Đức Phật ngài biết được và ngài nói lên. Như vậy đó, chúng ta có mắt chúng ta thấy còn chưa chính xác nữa. À, chúng tôi nói như chuyện như vậy để quý vị thấy là mình có mắt, mình thấy còn chưa chính xác nữa.
Tại vì cái này là cái ác nghiệp của vị đó thôi, chứ không phải là người, không phải là người tu. Mà vị đó là người tu, nhưng vì cái ác nghiệp của vị đó. Nên đó, Đức Phật Ngài nói nhiều, nói ít, nói xa, nói gần, nói những cái pháp liên quan đến nghiệp quả luân hồi, nói những cái pháp liên quan đến cái nghiệp luân hồi của chúng sanh, nói cái nghiệp liên quan đến tham ái của hình tướng màu sắc. Chúng ta sanh vào những cái vùng miền đó, nó đều là do cái nghiệp tham ái. Chúng ta sanh vào những cái vùng miền đó, nó đều là do cái nghiệp tham ái. Do đời trước chúng ta xung đột, chúng ta sanh ra những cái vùng miền, những cái lời nói người ta nói được nhưng mà mình nói không được. Quý vị biết, ví dụ như có nhiều người họ nói những cái lời nói nhưng mà cái tiếng đó họ nói không được. Quý vị không biết, ví dụ người ta nói cago, nhưng mà tại vì cái vùng miền, thậm chí đó, chúng ta uống nước, chúng ta dùng vật thực, chúng ta sống những cái vùng miền, những cái ngôn ngữ chúng ta nói nó vẫn khác nhau quý vị. Có nhiều người họ dùng cái thìa, cái miệng, cái môi, cái muỗng, nhưng mà cái thìa, cái môi hay cái muỗng đó, nó cũng đều là cái đồ múc thôi. Chúng ta khi mà chúng ta chọc người khác đó thì người ta sẽ sân hận lên, tại vì cái vùng miền họ kêu cái môi là cái môi, cái thìa là cái thìa, cái muỗng là cái muỗng. Chúng ta chỉ biết như vậy thôi, chúng ta cũng đừng có xung đột vậy, tại vì cái này cũng là sắc pháp thôi, cũng là đồ múc vật thực thôi, là đồ ăn, để ăn như thế nào vệ sinh thôi, chỉ là ngôn ngữ để mà gọi thôi. Như vậy thì chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta sẽ tránh bớt đi những cái gọi là cái nhảm nhí đó, lời nói nhảm nhí, quý vị hiểu không? Bởi vì khẩu nghiệp nó có nói đâm thọc, nói ác, nói tiêu dệt, nói những lời nhảm nhí. Và những lời nói nhảm nhí đó đó là những cái lời nói mà không có trí tuệ. Nó không phải từ vô tham, vô sân và trí tuệ nói, mà nó vì tham, sân và si nói. Nên những cái lời nói mà nhảm nhí đó, nó là những lời nói không có lợi ích. Và Đức Phật Ngài biết rằng những cái ngôn ngữ thường dùng và những cái ngôn ngữ địa phương ngữ, những cái vùng miền nó khác biệt với nhau. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng tất cả chúng sanh vì tham ái dẫn dắt, vùng miền chỉ là cái sự ưa thích của chúng sanh. Do cái sự ưa thích màu sắc nên họ sanh vào. Nên Đức Phật này nói rằng những cái người chết họ thấy nước, họ sanh làm những cái loài thủy tộc. Những cái người chết họ thấy cây cối, họ sanh làm chim chóc. Những người chết họ thấy ông bà, họ sanh làm người nam nữ. Thì chúng ta hiểu rằng cái đó là gì? Nghiệp tướng và thú tướng đi tái sanh mà thôi. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ bớt đi rất là nhiều những cái hệ lụy. Và chúng ta hiểu những cái lời nói nào người ta nói, những lời nói bí mật đó, nhưng mà cái lời nói đó nói với cái từ tâm, nói với cái mục đích là ly tham, hay là nói với cái lời nói với cái mục đích là tranh chấp, xung đột. Chúng ta hiểu như vậy. Và những cái gì mà nói với lời nói xung đột, tranh chấp với nhau đó, những cái lời nói đó chúng ta biết, chúng ta có nghe và nên nói và không nên nói với một người và với một vị trưởng lão, thì chúng ta cũng nên suy xét. Lời nói ra nó sẽ phiền toái, phiền lao với mình, cho người, để sanh ra cái sự hội họp, để tốn thời gian giống như tòa án luận tội, thì nó rất là mệt mỏi. Chúng ta sống không phải để xung đột với nhau như vậy. Và chúng ta sống với nhau, nói những lời nói như thế nào để làm cho minh sanh, làm cho trí tuệ sanh. Chúng ta sống, nói và làm không phải để vô minh sanh và vô minh tăng trưởng, không nói như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng tất cả trong cái bài kinh vô tránh phân biệt này thì phân biệt ra nhiều đoạn. Nhưng mà những cái đoạn này Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên hiểu và nên có một cái sự hiểu biết đúng chánh pháp là thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Thọ khổ hay thọ lạc nào mà tu tập được? Ví dụ chúng ta ở những cái vùng nào đó lạnh quá thì chúng ta cần áo ấm mặc. Và chúng ta quán khổ chúng sanh mà không có cái áo này nè, nó sẽ lạnh mà chết. Nên có nhiều người họ homeless á, mà sống không nhà, mà không có ngăn che được sự lạnh tấn công họ, họ chết, họ bị chết cống. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng chúng ta sống với mục đích sống để hiểu biết, sống để minh sanh, sống để diệt trừ tham ái. Như vậy thì chúng ta không có khổ hạnh mà làm cho mình chết cứng.
Và những cái người có tư tưởng đó quý vị biết không, có những người có tư tưởng cực đoan đó, họ khó đi sánh sống, khó sống được các cái vùng miền. Tại vì một người mà họ chấp chặt quá đó thì họ dính mắc, dính mắc quá đó thì họ không chịu nổi, nên họ quần tục, họ không tu nữa. Lành quá chịu nổi, bây giờ mặc cái y này không chịu nổi thôi, quần tục. Cái đó cũng là cực đoan quý vị. Tại sao phải quần tục? Tại vì mình lạnh quá chịu không nổi. Mình nói bây giờ mình tu mình phải mặc như vậy mới vậy, nhưng mà bây giờ lạnh quá chịu không nổi, mình quần tục. Như vậy không phải là cái người thông minh. Cái người thông minh họ không làm như vậy. Cái người thông minh đó, họ hiểu thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ. Khổ nào lạc nào mà tu tập được, khổ lạc nào mà cần phải kham nhẫn, khổ lạc nào nên né tránh, khổ lạc nào nên kham nhẫn, khổ lạc nào nên đoạn trừ, khổ lạc nào mà nên đoạn trừ. Thì những cái khổ lạc nào mà tham ái tăng trưởng, sân hận tăng trưởng nên đoạn trừ quý vị. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng chúng ta thuyết pháp, nhưng mà chúng ta không nói theo cái cách về bên này hay bên kia, không có nói theo cách bên này bên kia, không có nói bên này bên kia, mà chỉ nói theo pháp thôi. Có nghĩa là chúng ta hiểu, với mục đích chúng ta sống để hiểu khổ ngũ uẩn và diệt trừ phiền não tham, phiền não ngũ phiền não của danh và sắc. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta hiểu được đúng với lời dạy của Phật. Chúng ta không có tạo nhiệt não, không có tạo u não, và chúng ta không có tạo phiền lao, không có tạo khổ não đối với mình và người đời này và đời sau. Không có lạc xa cái con đường tu tập mà Đức Phật ngày đã thuyết giảng. Vì Đức Phật để thuyết giảng tất cả các pháp lấy ly tham là tội thắng. Như vậy mà hễ mình dính mắc vào chỗ nào, dù ít hay nhiều đó, chúng ta cũng là tham. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta chỉ hiểu toàn diện, chúng ta tránh xa những cực đoan lợi dưỡng hay khổ hạnh. Chúng ta sống làm sao tu tập con đường bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, là về tuệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, về giới phần, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thuộc về định phần. Và chúng ta sống như thế nào để thực hành cái con đường bát chánh đạo này? Chúng ta sống như thế nào để hiểu được khổ của danh và sắc? Chúng ta thấy như thế nào về khổ tập diệt đạo? Đó là cái con đường mà Đức Phật này thuyết giảng. Như vậy, trong cái lời nói, chúng ta không phải chỉ trích với quý vị không? Nếu quý vị thấy rằng cái sự thọ khổ và thọ lạc, ví dụ như mùa nóng phải mặc như thế nào cho tương đối nó không có khổ, mùa lạnh nên mặc như thế nào tương đối nó không có khổ, thì cái đó là chúng ta biết cái cảm giác của khổ, và chúng ta có chánh niệm để thấy được cái cảm giác khổ thọ này. Khổ thọ này do thời tiết, khổ thọ này do vật thực, khổ thọ này do nghiệp, khổ thọ này do tâm, do phiền não tâm. Chúng ta hiểu vậy đó, thì cái khổ thọ nào mà do nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực, khổ thọ nào mà cần phải chấm dứt, vì luân hồi là như vậy. Luân hồi ngàn đời là như vậy. Mùa nóng bên đây, mùa mưa bên kia, mùa nóng bên đây, mùa lạnh bên kia, mùa nắng bên đây, mùa mưa bên kia. Quý vị hiểu đó. Quý vị hiểu đó, như vậy đó, thì quý vị thấy tối chỗ này sáng chỗ kia, đúng không? Quý vị, bây giờ quý vị học khoa học, hay là chúng ta coi về thế giới tin tức á, thì chúng ta thấy tối bên này sáng bên kia, mưa bên này nắng bên kia, lũ lụt bão tố bên này thì bên kia nắng chang chang, không có lũ lụt bão tố gì hết. Như vậy chúng ta hiểu những cái đó đó, chúng ta mới thấy được á, những cái lời nói nào mà mình nói đó, nó thuộc về nhảm nhí, nói để rồi xung đột, nói để rồi, bởi vì mình nói những lời nói thôi mà. Nói nhảm nhí thì nó sanh ra nói ác, nói đâm thọc, nói thiêu dệt. Nói ác thì nói những lời mình chống đối lẫn nhau là nói ác thôi. Chúng ta hiểu như vậy. Như vậy cái mục đích mà Đức Phật ngày dạy, cái con đường mà chúng ta tu tập đó, là cái con đường mà diệt tận những cái khổ của luân hồi. Và chúng ta hiểu Đức Phật này thuyết về chân đế và tục đế đó. Chân đế là sự thật, tục đế là do nương vào chân đế mà dùng danh chế định hay là nghĩa chế định, hình thức chế định, hiệp thành chúng sanh, phương hướng chế định, hay là danh chân hay là phi danh chân, danh chân hay là phi danh chân, danh chân hay danh chân, phi danh chân hay phi danh chân, chỉ cho những cái đúng và những cái chỉ là khái niệm thôi, sự thật và khái niệm. Thì chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều những sự khổ não, phiền lao, nhiệt não, mà chúng ta thuộc về con đường chánh đạo. Còn khi mà chúng ta không hiểu đó, chúng ta
cái ngôn ngữ địa phương, cái lời nói, cái màu sắc, cái hình thức, người ta sẽ tạo ra rất là nhiều cái phiền não lẫn nhau. Bởi vì quý vị thấy cái tượng Phật thôi, chỉ chúng tôi nói ví dụ như tượng Phật, người Lào thì họ làm tượng Phật giống Lào, người Thái Lan thì họ niệm họ làm tượng Phật giống người Thái Lan, người Việt Nam thì làm tượng Phật giống như người Việt Nam, người Ấn Độ thì làm tượng Phật giống như người Ấn Độ. Nhưng mà tượng Phật nào thì cũng chủ yếu là 32 đại nhân tướng và 80 đẹp, họ tôn vinh Đức Phật như vậy. Nhưng mà chúng ta nói rằng tượng Phật Lào không có đúng, tượng Phật Thái Lan mới đúng. Chúng tôi cũng từng lắng nghe những người họ nói như vậy rồi quý vị. Có nhiều người nói tượng Phật Lào mới đúng, tượng Phật Thái Lan không đúng. Nhiều người nói tượng Phật Miến đúng, tượng Phật Lào không đúng. Họ cứ xung đột với nhau như vậy. Thậm chí họ xung đột vậy quý vị biết sao không? Họ lại tượng Phật của họ thôi, chứ còn cái tượng Phật khác họ không qua lại. Như vậy là chúng ta nhìn thấy mắt thôi, nhìn thấy cảnh sắc thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta suy tưởng đến Đức Phật. Chúng ta suy tưởng đến Đức Phật và chúng ta lại cái ân đức của Đức Phật. Đức Phật là tế độ chúng sanh. Chúng sanh đó là người Miên, người Thái, người Lào, người Miến Điện, người Việt Nam, người Mỹ, người Anh, người Đức. Người nào Đức Phật cũng thương, Đức Phật cũng tế độ, Đức Phật cũng thuyết pháp, Đức Phật Ngài cũng dạy danh và sắc, Ngài cũng dạy về cái sự khổ xung đột. Mà chúng ta tới bây giờ vẫn còn là xung đột. Như vậy thì quý vị biết rằng chúng ta là người Phật tử mà không có xung đột đó. Chúng ta lại Phật, chúng ta niệm cái ân Đức Phật. Thôi bây giờ đi qua chùa Lào thì cứ lại Phật đi. Phật Lào cũng là Phật, nhưng mà người Lào thì họ làm Phật giống như cái người Lào. Để qua Thái Lan mình lại Phật, Phật Thái Lan, nhưng mà đâu phải Phật Thái Lan. Người Thái Lan họ kính Phật, họ làm tượng Phật theo cách đó. Thôi mình cứ lại Phật thôi, đúng không? Và mình không xung đột với họ. Bởi vì quý vị biết cái tư tưởng xung đột á, mình sanh ra cái sự xung đột. Mình né tránh họ, mình xung đột họ bằng cái cách là mình không có sinh hoạt với họ. Còn nếu mà mình hiểu đó, mình không xung đột quý vị. Tượng Phật nào cũng tượng Phật, chứ tăng tu Thái Lan tu tượng Phật đó cũng lại đúng chứ không phải lại sai, đúng không? Không phải lại Phật Ấn Độ mới đúng, không phải. Đức Phật Ngài ra đời Ngài nói cái khổ danh sắc, dù là cái thân của Ngài cũng khổ đói khát, Ngài cũng đi khất thực, Ngài cũng ngủ nghỉ, đúng không? Nhưng mà với cái năng lực của một vị Phật đó, thì Ngài có chế ngự được, nhưng mà nó cũng cái khổ của danh sắc. Nên Ngài nói cái khổ là có thật, dù là Ngài cũng bị khổ. Khổ tập là có thật, lòng tham tăng trưởng là có thật, nếu mình không biết đoạn trừ. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta hiểu như thế nào là sự thật và thế nào là an đạt của sự thật. Như vậy thì chúng ta tu dưỡng cái tâm của chúng ta đó mới thật sự là một cái sự tu dưỡng, mà chúng ta tu dưỡng mắt, tai, mũi, miệng, thân tâm một cái cách tu dưỡng mà tăng trưởng được, không có bị lu mờ trí tuệ. Nên chúng tôi nói quý vị đấy, quý vị có mắt, quý vị nhìn cảnh sắc. Nhưng mà chúng ta nhìn như thế nào? Bởi vậy chúng ta nhìn mắt cảnh sắc, rồi nhãn xúc, rồi nhãn thọ, rồi sắc tưởng. Sắc tưởng thì chúng ta nói Phật là phải như vậy mới đúng, đúng không? Ông Phật Thái Lan là không có đúng, ông Phật là không đúng. Vậy là sắc tưởng thôi. Sắc tưởng là sắc tư, nó có sắc tư. Sắc tư là cái nghiệp thiện ác của mắt quý vị. Bởi vì cái người xung đột với nhau đó, họ nhìn tượng Phật, họ sẽ bị xung đột lẫn nhau. Nhưng mà nếu người đó nhìn sắc chỉ là sắc, này là sắc tưởng, chỉ là sắc tưởng, sắc tư chỉ là sắc tư, nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Nếu mình nhìn với cái tác ý khéo đó là nghiệp thiện, còn nhìn mà tưởng rồi sắc tư, tư là nghiệp, mà hễ mà mình cái tư của mình mà cái tư bất thiện, tư mình là tư tham hay sân, thì mình sẽ xung đột cái gì. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta thấy có tầm, Đức Phật Ngài thường nói, có sắc tầm, sắc tứ, chúng ta an trú trong đó. Một cái người tu tập thiền cũng có tầm là hướng đến đối tượng, tứ là quan sát đối tượng và chứng được thiền định. Nhìn Đức Phật mà tâm chúng ta được nội tỉnh nhất tâm đó, đó là điều mà chúng ta cần phải có. Và chúng ta sống như thế nào đó mà sung mãn cái thiện pháp làm cho cái nỗi sợ hãi của chúng ta nó không có, đó là ý nghĩa Đức Phật kỳ dạy. Tâm chúng ta nó không có bị rung động, tâm chúng ta nó tỉnh tính. Như vậy thì chúng ta hiểu Đức Phật Ngài thuyết giảng bài kinh vô cánh phân biệt này để ngăn ngừa tất cả những cái sự xung đột trong đời sống tu hành trong hội chúng. Và Đức Phật Ngài thuyết giảng cái bài kinh vô cánh phân biệt này để làm hài hòa cho tất cả
những cái lời nói, những cái hành động và cái sự tu tập hướng đến cái sự an vui giác ngộ giải thoát. Như vậy á, những cái lời nói mang những cái ẩn ý đụng chạm chúng ta cũng không nói, bởi vì chúng ta hiểu những cái lời nói, những cái chuyện mà chúng ta thấy nó còn chưa thật nữa. Cũng như câu chuyện Ngài Cun Đá Tu Ná, chúng tôi rất là thích là vậy đó quý vị. Chúng tôi cứ nhớ cái câu chuyện rất là nhiều và chúng tôi nghĩ về cái ác nghiệp của mỗi con người đó. Sanh ra chúng ta làm người, chúng ta mỗi người có một cái ác nghiệp. Người đó thì trả nghiệp, người thì tạo nghiệp. Ví dụ chúng tôi nói quý vị, cũng như là Ngài Tôn giả Đê Qua Đáp 81 thành Phật đó, mà cái danh hiệu đó là Phật nó giống như bộ xương khô vậy đó. Ngài cái miệng của Ngài thúi lắm. Ngài hả miệng ra, Ngài nói câu thúi lắm. Nhưng mà nếu mình gặp Đức Phật đó, mình chê đó, mình tạo nghiệp. Nhưng mà Ngài là người trả nghiệp. Tuy rằng Ngài là bị Phật độc giác, cái kiếp cuối cùng, Ngài trả cái nghiệp của danh sắc, Ngài không phải luân hồi nữa, Ngài niết bàn, vô sanh bất diệt. Nhưng mà chúng ta gặp Ngài đó, chúng ta khen chê, chúng ta nói, chúng ta có những cái suy nghĩ, thì chúng ta cũng tạo nghiệp. Ví dụ vậy chúng tôi nói cái gì đó, ví dụ đơn giản thôi, bây giờ một người sanh ra họ mập quá đi, họ tu họ vẫn mập. Rồi cái người mà họ sanh ra họ bị nghiệp đó, họ ốm quá đi, mà tu họ vẫn ốm. Rồi cái người họ sanh ra họ cao quá đi, cũng cái nghiệp họ cao quá. Rồi cái người sanh ra họ bị cái nghiệp lùn quá đi, họ lùn. Mà mình đó, mình đụng chạm tới họ đó là mình rất là nguy hiểm. Tại vì Đức Phật nói là một người sanh ra mình có phước đó thì mình không có mập, không ốm, không cao, không lùn. Còn người mà họ bị ảnh hưởng đó là họ bị chi phối bởi cái nghiệp nào đó. Họ sanh ra họ mập quá, họ ốm quá, họ lùn quá, họ cao quá, nhìn họ không đẹp, nhưng mà cũng là cảnh sắc thôi. Nhưng mà cái tâm của mình nhìn cảnh sắc đó, mình có sắc tưởng. Người cao mới đẹp, người lùn là người không đẹp. Người cao mới là người có phước, người lùn người không có phước. Hay là người mập mà là người có phước, người ốm là người không có phước. Nên nhiều khi quý vị thấy cái người Tàu đó họ thích mập lắm. Ông sư nào mà mập á, mà bụng mà mập bự ra này kia nọ là mấy người Tàu họ thấy ông sư đó, họ thấy họ nhớ ông Phật Di Lạc. Nên họ thích mấy cái bị mập lắm. Nên cái vị nào ốm á thì gặp người Tàu họ không thích. Mà người Tàu thì người nào cũng mập cũng bụng bự hết đó quý vị. Nhưng bây giờ khoa học họ nói rằng hễ bụng dòng bụng thì tăng dòng đời ngắn lại. Mập quá thì coi chừng bị béo thì bị này kia nọ, bị bệnh chết sớm. Nên nó hãy dòng bụng người tăng, dòng đời ngắn lại. Như vậy thì cũng là cái tư tưởng thôi. Đó là những cái nguyên nhân mà Đức Phật này nói khổ của danh sắc thôi. Người mà mập quá người ta cũng nói mình, rồi mình ốm quá người ta cũng nói mình, mình cao quá người ta cũng nói mình lùn quá cũng nói mình. Luân hồi là như vậy. Mình biết được luân hồi là như vậy thôi, đừng có nói chuyện luân hồi nữa. Nói chuyện luân hồi đó là nói hoài nó chỉ nhảm nhí thôi, nói hoài nó hết thời gian thôi. Nói hoài mà trí tuệ không sanh khởi, vô minh phiền não tham ái tăng trưởng, chứ không phải nói mà bớt tham, bớt si đâu. Nên chúng ta hiểu, nói và làm thân khẩu ý ở trong cái bài học này cần phải hiểu như vậy, để chúng ta tránh đi những sự xung đột. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì trong cái bài pháp này thì từ lúc con coi đến lúc mà con giảng thì con cũng suy nghĩ rất là nhiều, và cũng con cũng cố gắng trình bày trong cái hội chúng này, nhưng mà chắc chắn rằng cũng sẽ không hết những cái ý nghĩa mà cần nói trong cái bài học hôm nay. Phần thiếu sót còn lại đó thì con thỉnh ngài Thượng Tọa giác đẳng điều hợp để đặt câu hỏi để chư tăng trả lời. Phước nào phát sanh được từ pháp thoại này kính dâng đến quý ngài, chia đến quý vị, xin hồi hướng đến Thượng Tọa Pháp Tính cũng như sư trưởng. Bây giờ con xin thỉnh ngài Thượng Tọa giác đẳng điều hợp phần thảo luận. Sa thủ cái chương chư tọa pháp đồng, kính bạch chư tôn đức và chư quý phật tử, bài kinh ngày hôm nay chứa đựng một nội dung rất là quan trọng. Nếu chúng ta đọc kỹ bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy rằng
qua bài kinh Đức Phật Ngài dạy rất là nhiều cho chư tăng và kể cả quý Phật tử về cái phương pháp để giảm thiểu những cái tranh chấp. Trước nhất thì xin được hỏi là Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có còn ở trước máy và Thượng Tọa nghe được không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được, Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Dạ. Thượng Tọa Từ Siêu, ở đây thì Đức Phật Ngài mở đầu với những lời dạy về tránh xa những cực đoan và tu theo trung đạo. Những cực đoan thì Thượng Tọa hoan hỷ nói rõ thêm là tại sao mà những cái cực đoan như lợi dưỡng khổ hạnh đó, nó lại tạo nên khiến tạo những tranh chấp, và tránh xa những cực đoan sẽ khiến cho cộng đồng tăng chúng được sống trong hòa ái nhiều hơn. Kính cung kính Thượng Tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, vì quan niệm và lối sống cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh thì nó sẽ làm cho những cái vị mà tu tốt, những vị đó không có hoan hỷ. Những người mà họ sống lợi dưỡng, cái cực đoan thứ nhất, thì cũng có một số người sống lợi dưỡng đồng tình với họ. Tuy nhiên, những người cùng có cái quan điểm sống lợi dưỡng thì có khi nó cũng không hợp nhau, bởi vì cái lòng tham ái lợi dưỡng, và từ cái lợi dưỡng đó mà nó phát sinh ra những cái tánh xấu như là ganh tị vân vân. Và chính vì cái chỗ mà có những cái ác bất thiện pháp mà nó xen lẫn trong cái nếp sống lợi dưỡng như vậy đó, thì sẽ khiến cho cộng đồng tăng chúng bị phân hóa. Người này họ cũng thích ăn ngon, vì chị kheo này thích ăn ngon và hay đi tìm những cái vật thật ngon để ăn. Vị kia cũng thích ăn ngon, tìm vật thật ngon để ăn. Thế là những vị tỳ kheo này họ tìm đến những cư sĩ thân quen để họ xin những cái thức ăn ngon. Và do đó các vị tỳ kheo đó có đôi khi họ bị đụng chạm với nhau. Đàn tính của vị này và vị kia đến xin thì vị này không thích, hay đàn kính tính của vị kia, vị nọ đến xin những thức ăn ngon để ăn thì vị này không thích. Từ cái chỗ không thích với nhau như vậy, cho nên họ tìm cách họ nói xấu nhau. Và do đó cho nên cái sự phân hóa do xung đột trong cộng đồng tăng chúng lúc bây giờ
bị tạo nên, nó được xảy ra. Còn như đối với người mà có cái quan niệm và có lối sống khổ hạnh, thì thưa quý vị, khổ hạnh là cái lối sống lập dị. Khổ hạnh đó họ không làm lợi ích cho ai hết, họ chỉ làm nóng nảy cho những người ở gần chung quanh họ thôi. Thí dụ như bây giờ luật Đức Phật vẫn cho phép một vị tỳ kheo mang dép, để đi trong lúc mà những đoạn đường sỏi đá trong gai, thì có những vị tỳ kheo họ mang dép, còn những vị kia đi chân trần. Dầu cho có bị sưng dợp cái bàn chân lên vì nó cũng không mang dép. Khi vị này sống như vậy đó thì sẽ khiến cho những bạn đồng phạm hạnh khác họ cảm thấy khó chịu khi đến gần, bởi vì cái người mà họ sống khổ hạnh luôn luôn nào không tỏ ra là họ cao thượng hơn, thì những vị tỳ kheo bình thường khác, những vị đó sẽ cảm thấy khó hòa nhập với vị này được. Và chính vì chỗ mà không có thể hòa nhập với nhau được mới tạo nên cái sự phân hóa trong cộng đồng tăng chúng. Nói tóm lại là quan niệm và cách sống cực đoan, lợi dưỡng hay khổ hạnh, nó đều làm một cái điều kiện khiến cho các vị đi chung, các vị cảm thấy khó chịu. Và khi mà có cái sự khó chịu với nhau như vậy đó, thì không thể nào mà có cái sự hòa hợp với nhau, không thể nào có cái sự đoàn kết với nhau, mà dần dần nó sẽ tạo nên cái sự phân hóa trong cộng đồng tăng chúng. Cái nghĩa nó là như vậy. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi, câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giới Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Chương trình truyền tập từ sư truyền tỏa pháp tinh truyền tỏa có còn ở trên máy không? Nếu truyền tập tinh nghe được xin quyết định truyền tập trả lời cho cô thứ hai. Một lần nữa xin hỏi truyền tỏa pháp tinh truyền tỏa có nghe được không? Dạ. Truyền tỏa tinh ở trong bài kinh này Đức Phật lại đặc biệt dạy chúng ta nên tránh những cái nói điều riêng tư, điều tư ẩn của người khác. Nếu mà tính về ba cái khẩu nghiệp bất thiện đó, thì nếu một người họ nói thật nhưng mà họ nói điều tư ẩn người khác thì nó nằm điều nào trong ba nghiệp bất thiện? Thì có bốn nghiệp bốn khẩu nghiệp cái tình thì đó.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tọa Minh Hạnh, Tự Tri Sư Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thần chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ. Ở đây cái câu hỏi gọi là nói lên riêng tư của điều riêng tư ẩn của người khác có nằm ở trong khẩu ác hành hay không đó. Thì chúng ta biết rằng chúng ta có ba cái cửa nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì nếu chúng ta mà thực hiện bằng những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp với cái tâm bất thiện thì nó thường thường là đưa đến cái quả xấu. Về khi mà chúng ta với cái thân nghiệp, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện á, thì chúng ta nói lên những cái lời thường mang đến cái lợi lạc cho người khác và đồng thời là tạo nên cái quả an lành cho mình. Thì ở đây đó, khi mà một người nói lên cái chuyện riêng tư của người khác thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc này đó là không có, chúng ta nói nó có những điều mà khi chúng ta nói ra nó cũng không có lợi ích gì hết. Thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không cần phải nói. Hơn nữa là cái chuyện, còn cái chuyện gì mà ngay cả cái chuyện gì đó mà nó khả năng là nó gây đến cái tổn hại đến cái đời sống phạm hạnh của mình và người đó, hay là ảnh hưởng đến cái gì đó đối với giáo hội, đối với tăng già, thì cái việc đó mình nói với cái tâm mà xây dựng nó khác với cái người mà nói với cái tâm mà giống như là chỉ lỗi hay là bươi móc cái lỗi của người khác ra để chỉ trích hay là chê bai hay là cái việc này việc nọ đó. Thì cái việc đó chúng ta cũng không cần, nếu chúng ta nói bằng với cái tâm trạng đó thì khởi bằng ý nghiệp, cái thân nghiệp bất thiện, cái khẩu nghiệp bất thiện. Bởi vì nếu chúng ta nói mà chỉ trích rồi để rồi nói lên những cái mà để cho người khác phải bị tổn thương hay là bôi nhọ hay là làm cho việc này việc nọ để người khác phải bị khổ vì cái lời nói của mình, cái lời đó nó có thể là do cái khẩu nghiệp của mình mang lại. Và khẩu nghiệp ở đây đó nó có thể là cái ác khẩu. Nhưng nếu như mà mình nói bằng với tinh thần xây dựng, chúng ta biết là cũng đồng thời một cái câu chuyện, cũng một cái lời nói, nhưng mà nói với cái giọng điệu nó hằng học hay là cái giọng điệu nó im dịu thì nó hơi khác một chút. Còn cái giọng điệu mà nó hằng học thì nó cũng hơi khác chút. Mặc dù là với cái từ ngữ, cái ngôn từ nó cũng tương tự như vậy. Ở đây đó thì nếu như mà một việc gì đó, chúng ta thấy rằng một việc riêng của một người nào mà đối với cái đời sống riêng ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng mình không cần phải nói những chuyện đó. Tại vì mình nhiều khi đó là mình nhìn với cái tính cách hay là mình nói với cái tính cách là xây dựng ấy, thì chúng ta nên nói. Còn nếu mà nói về tính cách mà bêu xấu hay là nói về tính cách mà giống như là một người mà chỉ trích hay là để cho mọi người biết cái xấu của người kia đó, thì cái đó nó cũng chẳng có lợi gì. Bản thân mình nói những điều đó, đó thì nó cũng chẳng có lợi gì. Bởi vì nếu như có tốt chăng thì mình nên nói bằng với tính cách xây dựng. Bởi vì mình thấy rằng có
chính cái việc làm đó của đối phương đó, đối tượng đó làm như vậy tác hại đến cái đời sống tu tập của bản thân của vị đó, hay là tác hại đến cái, làm tổn thương đến cái uy tín của tăng già, của Phật pháp, thì mình cần phải nói thì nói bằng với tính cách xây dựng. Thì như vậy thì cái giọng điệu hay là cái tâm trạng của mình khởi lên cái lời nói đó, chúng tôi nghĩ rằng nếu có nói chăng thì nói bằng với cái tâm xây dựng, nói bằng với cái tâm muốn người khác hướng thượng. Nó khác với là một người mà nói bằng với tính cách chỉ trích soi mói, hay là để bêu xấu, hay là làm khổ, tổn thương, đau khổ cho người khác từ cái lời nói của mình. Thì chúng ta tránh đi những điều đó. Bởi những điều đó nếu chúng ta khởi lên bằng với cái tâm sân hận, bằng với cái tâm hằn thù, thù hằn, hay là bằng với cái tâm nóng nảy gì đó, thì rõ ràng là cái lời nói đó nó thường thường đưa đến cái kết quả xấu từ cái khẩu ác nghiệp của mình. Như vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng một cái lời nói mà của riêng tư của một chuyện của người nào đó, thì nếu những chuyện đó không phải là chuyện xây dựng, và chuyện đó nếu chúng ta thấy là nếu chúng ta nói ra mà nó không có lợi gì cho cái đối tượng đó, nó không có lợi lợi gì cho mình, hay lợi chung gì cho tập thể hết, cái lợi ích của quần chúng của, thì chúng ta cũng không cần phải nói những điều đó. Còn nếu có nói thì nó phải vì cái lợi ích gì đó. Lợi ích ở đây không phải lợi ích cho mình, mà phải nói là lợi ích cho cái tăng đoàn, lợi ích cho cái người tu tập đó, mà mình nói với cái tâm mà luôn luôn cầu thị, mong muốn cho người đó được có cái sự tiến bộ, hay là sửa đổi, thay đổi gì đó. Mình nói một cách minh bạch, rõ ràng, thì điều đó cũng cần. Cho nên ở đây là cái ý kiến con xin được chia sẻ các cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa niệm. Con kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. 600.000 tôi chưa làm thôi. Sa thủ kính trình sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin sư Nguyên Thông hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin được hỏi sư Nguyên Thông có nghe được không? Dạ, sư Nguyên Thông, ở đây trong những pháp mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta để tránh sự tranh luận, Ngài có dạy rằng chúng ta đừng có quá cố chấp vào ngôn ngữ địa phương, ta nên có một cái nhìn tương đối ôn hòa, rất là dung dị. Chúng ta thấy rằng ngôn ngữ đôi khi đòi hỏi sự tinh xác, nhưng mà có lúc thì chúng ta cũng nên trân trọng quyến chuyện. Sư Nguyên, người học về ngôn ngữ, điểm này đó, chúng ta nên có như thế nào là vừa không có quá trong ngôn ngữ mà cũng không quá dễ, không có quá cố giải, Phật không dễ giải, không quá cố chấp, thì xin chia sẻ một vài cái kinh nghiệm bản thân của Thịnh Siêu. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho câu hỏi số 3 là làm thế nào để không cố chấp mà cũng không dễ dãi trong ngôn ngữ. Kính thưa sư phụ, cái câu hỏi này nó thuộc về trí tuệ và cái sự uyển chuyển của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ của chúng ta. Hồi nãy con nghe sư phụ Pháp Đăng đã có giảng giải chỗ này rất là rõ, là mình không có cố chấp. Thí dụ hồi nãy sư phụ Pháp Đăng có nói là trời nóng, trời lạnh hay thế nào đó, rồi mang dài hay là không mang dài, tất cả những cái điều đó mình đừng có cái cố chấp. Là nếu mà mình mà cố chấp thì ra mình hiểu sai lệch cái điều mà Thế Tôn đã giảng dạy, thì Ngài giảng dạy cái điều đó để chúng ta có thể sử dụng để mà tu hành, để có thể nói là thoải mái, để thoải mái, chứ không phải mà điều mà nghe nói Đức Phật là đi chân không, rồi khi mà trời lạnh quá nó buốt cẳng chúng ta, thí dụ như vậy. Cho nên là
có thể là mang giày hay mang vớ gì đó để cho cái hoàn cảnh đó nó không có hại đến thân thể của chúng ta. Vì vậy cho nên không có cứng nhắc, tức là cố chấp mà lời giảng dạy của Thế Tôn, mà phải hiểu rõ cái lời giảng dạy đó mình làm thế nào, mình làm có thể cái lúc mà nó nóng quá hay là nó nực quá hay nó lạnh quá thì mình sẽ uyển chuyển một chút nào đó để mà cái thân thể này còn có thể sống còn để tu học. Chứ nếu mà cái thời điểm đó nó quá lạnh hay là quá nóng mà mình không phải theo cái lời giảng thì dạy đó thì có thể hại đến cái thân thể của chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Phật có giảng dạy là chúng ta hãy cấm thân vô thường này để mà làm những cái thiện sự, cũng như là một người thợ bán hoa có thể là góp nhặt những cái cánh hoa lẻ loi để làm những cái tràng hoa tốt đẹp để dâng lên Thế Tôn, thân dâng lên Tam Bảo. Thành ra mình phải hiểu cái lời giảng dạy của Thế Tôn thì mình mới có thể áp dụng được. Chứ còn mình mà cứng nhắc, mình nghe cái lời giảng dạy đó, mình áp dụng giảng dạy đó đôi khi là không đúng cái nghĩa, cái điều mà Thế Tôn đã giảng dạy. Kính thưa sư phụ, vì vậy cho nên mình phải là suy nghĩ. Câu số 3 hỏi rằng làm thế nào để không cố chấp mà cũng không dễ dãi trong ngôn ngữ, tức là mình phải áp dụng cái lời giảng dạy đó như thế nào để đúng theo cái ý của Thế Tôn. Và cái điều câu hỏi số 3 này sự thật ra thì chúng ta phải cẩn thận hiểu rõ lời giảng dạy của Ngài và áp dụng một cách đúng đắn, không có phản lại lời giảng dạy của Thế Tôn, để có thể theo đúng lời dạy của Ngài mà không có phạm giới, mà cũng không có làm cho thân xác của chúng ta bị khổ cực về quá nóng hay quá lạnh. Dạ, kính thưa sư phụ, đó là sự hiểu của con trong câu hỏi thứ ba này. Con xin sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Sao là sự nguyên thông chư công đức và chư quý Phật tử, tất cả chúng ta đều hiểu một điều rằng những cái gì dẫn đến tranh chấp là một điều rất là tự nhiên phải xảy ra ở bất cứ tổ chức, bất cứ tôn giáo và một nào. Tuy nhiên Đức Phật Ngài dạy những yếu tố này ra thì đây là những điều có thể giúp chúng ta việc khi xảy ra. Lấy ví dụ như là xã hội Hoa Kỳ ngày nay thì có cái khuynh là cực hữu hay cực tả. Dù là cực hữu hay cực tả thì trường hợp là phá phân hóa đất nước, phân hóa dân tộc rất trầm trọng. Do được trung đạo đó không phải chỉ là một tu tập mà nó còn phương cách để tất cả mọi người sống trong sự ôn hòa, sống trong cái sự tương kính, sống trong cái sự nương nhẹ lẫn nhau mà không có đặt quá nặng là tôi phải đúng và điều này phải là điều tuyệt đối và mọi người phải nghe theo. Về điểm này thì đặc biệt là điều mà tất cả mọi người cần lưu ý, không nên xem thường. Điểm như vậy là một số các giáo phái giờ đó thoạt nhìn chọn nào thôi, nó không phải là một cao trào, chứ có tất cả ôn hòa. Sự ôn hòa sự bình bị đâu dạy được, đó là ta cần lưu ý. Thêm một điều mà để ý đó, tôn giáo bị đóng khung ở trong ngôn ngữ. Thí dụ như là môn á,
thì trong cái kinh Phệ Đà đã rất lâu và ngôn ngữ cố định. Phật giáo chúng ta thì có Pali, rồi những bản kinh chữ Hán. Bên Thiên Chúa giáo có những bản kinh tiếng Latin. Thì khi một khi một ngôn ngữ được nêu sự kinh điển ấy, thì nó đóng khung, tức là nó không còn nữa. Tuy nhiên chúng ta nhớ và nhớ rất kỹ một điều, đó là đó là câu chuyện của người chép kinh. Nhưng mà ngữ thường tức á, những cái có cố chấp hoài, quý vị là chữ nghiệp trong đạo Phật là chỉ cho nghiệp thiện và, nhưng mà trong cái ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Nam chúng ta bị khổ là vì nghiệp, nhưng mà ai nói bà đó sao may mắn chắc là, thì ở ngoài nghe cái này đóng hơi kỳ. Thật khi mà chúng ta rất là cần, cũng phải ngó tới ngó lui và cái tinh thần thích nghi, gọi là cận nhân tình. Cận nhân tình ở đây tức là đừng có quá câu chấp, mà chúng ta phải dùng một cái common sense, tức là một cái nhìn thường thức của chúng ta đó, để làm thế nào mà dung hòa giữa cái truyền thống và cái gần gũi bên ngoài. Nếu chúng ta quá cố chấp thì đôi khi chúng ta phải trả một giá rất đắt, là chúng ta sẽ xa rời cái thực tế và tranh chấp. Ngay cả quý vị cũng thời vùng miền ở trong miền Nam tiếng rất chỉ tu Phật giáo thôi, thì cái đó khi chúng ta xài chúng ta cũng xài. Và nếu quý vị ở miền Nam mà gọi quý thầy chùa đó thì cái chuyện đó nghe không có đẹp chút nào hết. Chúng ta nên hiểu và cái việc đó nó là một điểm rất là cố nhiên của ngôn ngữ. Nó không thể đứng yên một chỗ, xài cho mỗi lúc, xài cho mọi nơi. Thật ra chấp nhận được cái tương đối và với cái tinh thần rất là cởi mở đó là một ở trong những cái điều kiện để giúp chúng ta xóa đi những cái va chạm. Nhưng mà nếu chúng ta đọc lại những cái vậy là một có liên đới hay là chúng ta là một cộng đồng, cái thái độ mà nghĩ đến sự giảm thiểu sự tranh chấp là cái thái độ căn bản nên có. Nhưng mà mình cảm thấy rằng dẫn đến cái chuyện lời qua tiếng lại, dẫn đến cái chia rẽ thì mình tránh đi, tránh được cái nào tốt đó, nó không cần. Cái thời bây giờ, thưa quý vị, có nhiều khi quan điểm đây là điều này đúng và tôi đúng, thì nếu mà ai mà nói khác đi thì tôi sẽ chống đối rất là mạnh mẽ. Thì cái thái độ đó nó chỉ dẫn chúng ta rơi vào ở trong những cái trường hợp là va chạm và cuối cùng không được gì hết. Bởi vì nhiều ông bà chúng ta nói là một câu nhìn chín câu lành, nhưng mà chúng ta phải nhận một điều rằng để có thể sống và sống một cách hài hòa, sống một cách tương đối là nhẹ nhàng với những người chung quanh mình đó, chúng ta cần có một cái gọi là cái thái độ đương nhiên hơn là một tinh thần cực đoan. Sự dẫn đi, người ta nói rằng một trong những nghệ thuật quan trọng nhất của cuộc sống đó với người, có thể là chúng ta không đồng ý với người khác, có thể chúng ta không giống với người, nhưng mà nếu chúng ta đặt mình vào cái vị thế phải chống đối người, phải chứng tỏ ta thế này ta thế kia, thì nó đi từ đổ vỡ đến va chạm đến đổ vỡ, từ cái buồn khác không lợi ích gì hết. Nên kinh ngày hôm nay là một trong những bài kinh
nhắc nhở chúng ta rất là quan trọng về cái thái độ sống hài hòa. Chúng ta xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thưa quý vị, ngày thứ năm thay vì có lớp dạy A Tỳ Đàm thì sẽ có một lớp dạy tương ứng bộ kinh, bài kinh số 1. Trường hợp rất là ngoại lệ thôi. Bắt đầu ngày trở lại lớp Phật Pháp, cũng như là tuần tới chúng ta sẽ trở lại chương trình thường. Xin được kính thương chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay. Con thành kính tri ân thường tòa giác đạo đã đúc kết bài học ngày hôm nay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên con đường tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Úc Sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần tổ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Yang kicik usulan kapan kapan gerejam maka